Rồi bây giờ Kỳ Lăng sẽ đi trao tặng tay, tặng nơi để tri ân đến những vị khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm cao cấp Luxury tại Kỳ Lăng Luxury. Bên trong cái hộp bánh sẽ có một cái thiệp cảm ơn. Kỳ Lăng Luxury sắc nguyệt giao hòa. Kỳ Lăng Luxury tròn sắc nguyệt vẹn gắn kết. Dưới ánh trăng thu, mỗi câu chuyện được kể là một điều thi vị ngọt ngào được sẻ chia. Những buổi quay quần bên nhau là cơ hội để cảm xúc yêu thương thêm phần gắn kết. Một mùa trăng thu thật hạnh phúc là cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc sum vầy và tràn ngập hương vị ngọt và thương. Bánh rồi, thường thường người ta nói là ăn bánh uống trà. Vì vậy bánh đã có rồi thì phải có trà đi kèm. Và đây chính là hộp trà của Kỳ Lăng Luxury. Cũng tông màu đỏ, nhưng mà ở bên trong cái hộp á thì sẽ có họa tiết riêng. Hộp giấy này cũng được Kỳ Lăng đặt riêng, tạo nên dấu ấn riêng của thương hiệu Kỳ Lăng Luxury khi họa tiết trên phần giấy này. Họa tiết dập chìm và họa tiết phun kim nổi tạo nên sự hòa hợp và sang trọng tinh tế cho cái hộp. Bên trong sẽ có một cái thư cảm ơn và hướng dẫn sử dụng. Rồi bây giờ Kỳ Lăng sẽ đi trao tặng tay, tặng nơi để tri ân đến những vị khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm cao cấp Luxury tại Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng Luxury tặng cấp của bạn, mỗi sản phẩm đều mang tình yêu, cá nhân hóa từng chi tiết theo yêu cầu của sở thích, khẳng định phong cách của riêng mình vững vàng và tự tin.